chế phế thải xây dựng đây là lần thứ hai hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ dự án saché thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam dự án này được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng cho hoạt động quản lý phế thải xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường và hệ thống tái chế của Hà Nội thông qua việc ứng dụng các công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ tái chế phế thải xây dựng đạt trên 95% cùng ngày trong khuôn khổ dự án đã khai trương phòng thí nghiệm dự án saseps đặt trong tòa nhà dành cho thí nghiệm của trường đại học xây dựng trang bị nhiều thiết bị kiểm tra phân tích từ nhật bản các hoạt động chính của phòng thí nghiệm bao gồm điều tra tình trạng phát sinh phế thải xây dựng và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu xử lý phế thải xây dựng phát triển các tiêu chuẩn cho vật liệu tái chế phát triển các công nghệ khác nhau sử dụng vật liệu tái chế cũng như thử nghiệm sản xuất và tiếp thị vật liệu tái chế